Nhà con có thuốc, con có sức gì thuốc, thuốc, con có thuốc, chất thuốc không mà con? Dạ không. Không sức cái gì hả? Thì con chỉ có rửa mặt thôi mà. Mụn con cưng lắm nha. Con bôi thuốc là nó sẽ mềm, nó dễ lấy ha. Con không bôi gì hết, nó cứng.
Huy Hoàng hả? Huy Hoàng hả? Huy Hoàng. Dạ đúng rồi. Con đây. Chín đồng. Mẹ con kêu để cô làm đó, nhưng mà con để mày con thích cô quản. Mấy chị làm xịn hơn cô nữa này. Ráng xíu con. Bụng cứ ngắt à. Còn thuốc bôi không Quý Hoàng? Dạ. Còn thuốc bôi không? Dạ, còn cái củ gì mà hôm bữa ông mua con đó. Về bôi thuốc vô. Uống thuốc là bữa là uống được mấy tháng? Dạ uống như được 6 tháng rồi đó. Ừ. Uống, có uống đều không? Dạ có. Có riêng thuốc là ngày nào uống không? Thấy thấy em vừa mua vậy là em thấy có riêng thuốc để em bàn à. Con tại cho cô thủy cho con là mua mua cái đó cái gì cái đó là 10 đó nhưng mà mẹ cũng mua 20 cho con uống luôn.